Xin chào các em học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú. Hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các em kiến thức vật lý 8, bài 19-20. Các chất được cấu tạo như thế nào? Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Ở bài học này, chúng ta đi tìm hiểu về chủ đề cấu tạo của các chất, gồm hai nội dung chính. Thứ nhất là các chất được cấu tạo như thế nào. Thứ hai, tìm hiểu coi nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên. Chúng ta tìm hiểu thí nghiệm. Khi đổ 50cm khối rượu và 50cm khối nước, ta sẽ thu được hỗn hợp rượu và nước có thể tích bằng bao nhiêu? Bằng 100cm khối. Thực tế, khi đổ 50cm khối rượu và 50cm khối nước, ta không thu được 100cm khối hỗn hợp rượu và nước, mà chỉ thu được khoảng 95cm khối. Vậy khoảng 5cm khối hỗn hợp còn lại đã biến đi đâu? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kiến thức vật lý của bài 19-20. Đó là các chất được cấu tạo như thế nào, nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên. Một là mã, các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt hay không? Đầu tiên, ta sẽ đọc mục 1 sách giáo khoa trang 68 và trả lời các câu hỏi sau đây. Câu thứ nhất, vào thời điểm nào người ta đã nghĩ rằng mọi vật không liền một khối? Câu số 2, đến khi nào mới chứng minh được các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt? Câu thứ 3, những hạt riêng biệt đó được gọi là gì? Qua phần thông tin, chúng ta có các câu trả lời sau. Thứ nhất là cách đây hơn 2.000 năm, người ta đã nghĩ rằng mọi vật được cấu tạo từ các hạt riêng biệt. Câu 2, mãi cho đến đầu thế kỷ 20 mới chứng minh được điều này. Câu số 3, và những hạt riêng biệt đó người ta gọi nó là nguyên tử hoặc là phân tử. Một nhóm các nguyên tử kết hợp lại người ta gọi nó là phân tử. Từ đây chúng ta rút ra được kết luận, vì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên các chất vô cùng nhỏ bé, nên các chất này nhìn có vẻ như liền một khối. Như vậy, các chất được cấu tạo như thế nào? Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, người ta gọi là nguyên tử, phân tử. Để tìm hiểu coi các nguyên tử, phân tử có phải là các hạt riêng biệt hay không, người ta dùng kính hiển vi hiện đại để quan sát. Đây là hình ảnh quan sát được qua kính hiển vi hiện đại khi người ta quan sát các nguyên tử silic ở trường hợp A và các nguyên tử sắt ở trường hợp B. Chúng ta thấy rằng các nguyên tử silic hay là các nguyên tử sắt là những hạt rất nhỏ bé và nó rất là riêng biệt. Như vậy, các em hãy cho cô biết phân tử nhỏ như thế nào. Thực tế, chúng ta hãy tưởng tượng nếu mọi vật đều lớn lên gấp 1 triệu lần, thì khi đó con muỗi sẽ trở thành con vật khổng lồ dài tới 10 km. Thì lúc đó kích thước của mọi phân tử vẫn chưa lớn bằng một dấu chấm. Chúng ta quan sát lại các ảnh chụp của các nguyên tử silic dưới kính hiển vi, thì các nguyên tử silic này là những hạt rất là riêng biệt. Vậy, phản chóng giữa các nguyên tử này, người ta gọi nó là gì? Thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần 2 la mã, giữa các phân tử có phản cách hay không? Cái phản chóng giữa các nguyên tử silic lúc này người ta gọi nó là phản cách. Như vậy chúng ta thấy rằng giữa các phân tử hay các nguyên tử luôn luôn có phản cách. Vận dụng kiến thức đó, các em hãy trả lời câu C2. Giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu với nước ở thí nghiệm đầu bài. Thì câu trả lời, giữa các phân tử nước cũng như các phân tử rượu đều có phản cách. Khi trộn rượu với nước,
các phân tử rượu đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại. Vì thế mà thể tích hỗn hợp rượu và nước giảm so với lý thuyết chỉ còn khoảng 95 cm³. Từ đó ta rút ra được kết luận rằng giữa các phân tử, nguyên tử luôn có khoảng cách. Tiếp tục tìm hiểu phần ba la mã, nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên. Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu về thí nghiệm Borel. Các em hãy quan sát hình 20.2 sách giáo khoa ở trang 71. Thì qua quá trình quan sát, thì chúng ta thấy rằng các hạt phấn hoa trong nước dưới kính hiển vi luôn luôn chuyển động không ngừng về mọi phía. Vậy, các nguyên tử phân tử cấu tạo nên chất chuyển động hay đứng yên? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy quan sát hình ảnh của các học sinh xô đẩy quả bóng ở trường hợp 1 và hình ảnh mô phỏng sự va chạm của các phân tử nước vào hạt phấn hoa ở trường hợp 2. Các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Câu thứ nhất, quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm Borel? Cô gợi ý, đó chính là các hạt phấn hoa. Câu số 2, các học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm Borel? Cô gợi ý đó là các phân tử nước. Tiếp tục câu số 3, tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động được? Nếu các em không trả lời được thì cũng đừng buồn, vì phải 50 năm sau thí nghiệm của Borel, các nhà khoa học mới bắt đầu tìm ra nguyên nhân của chuyển động này. Và mãi tới năm 1905, nhà vật lý Albert Einstein mới giải thích được đầy đủ và chính xác về thí nghiệm của Borel. Nguyên nhân gây ra chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm Borel là do các phân tử nước chuyển động không ngừng. Trong quá trình chuyển động, các phân tử này va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía, làm cho các hạt phấn hoa luôn chuyển động hỗn độn không ngừng. Chúng ta rút ra được kết luận, các nguyên tử phân tử luôn chuyển động không ngừng. Và sự chuyển động của các nguyên tử phân tử có liên quan đến nhiệt độ hay không? Thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thí nghiệm sau. Đây là cái thí nghiệm về sự tự hòa lẫn của thuốc tím vào trong nước. Người ta lấy một lượng thuốc tím như nhau, cho vào cho hai cốc nước lạnh và nước nóng. Chúng ta sẽ quan sát sự chuyển động của các nguyên tử, phân tử nó phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào. Bằng cách, các em hãy quan sát sự chuyển động của các phân tử nước khi ở nhiệt độ 20 độ C. Và sự chuyển động của các phân tử khi ở nhiệt độ 60 độ C. Như vậy qua kết quả quan sát được, chúng ta thấy ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử nguyên tử sẽ chuyển động càng nhanh. Chúng ta rút được kết luận, nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. Và sự chuyển động này người ta gọi là chuyển động nhiệt. Vận dụng kiến thức vừa học, chúng ta tìm hiểu tiếp phần 4 la mã. Trước khi vận dụng kiến thức để làm bài, cô sẽ nhắc lại cho các em một số nội dung trọng tâm của bài học mà chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt rất nhỏ. Những hạt này người ta gọi là nguyên tử, phân tử. Thứ hai, giữa các nguyên tử, phân tử luôn có khoảng cách. Thứ ba, các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động, hỗn độn không ngừng. Thứ tư, nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. Như vậy, vận dụng kiến thức đó, các em hãy trả lời câu hỏi sau. Tại sao các phân tử không khí lại có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước? Qua kiến thức vừa học, chúng ta có câu trả lời.
do các phân tử không khí chuyển động không ngừng về mọi phía. Tiếp tục, chúng ta giải thích các hiện tượng sau. C3. Khi thả một cục đường vào một cốc nước rồi vấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Tại sao? Vận dụng kiến thức vừa học, ta có câu trả lời. Khi vấy lên, các phân tử đường xen vào bằng cách giữa các phân tử nước, cũng như các phân tử nước xen vào bằng cách giữa các phân tử đường, nên ta thấy có vị ngọt. Câu C4. Tại sao quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng dù có buộc thật chặt cũng cứ ngày một xẹp dần? Vận dụng kiến thức, chúng ta có câu trả lời. Vì thành bóng được cấu tạo từ các phân tử cao su, mà giữa các phân tử này có khoảng cách, nên các phân tử không khí ở trong chuyển động không ngừng, chu qua các khoảng cách của các phân tử cao su ra ngoài, nên làm cho quả bóng ngày một xẹp dần. Tiếp tục câu số 5. Tại sao cá muốn sống được phải có không khí, nhưng ta thấy cá vẫn sống được trong nước? Vì các phân tử không khí chuyển động không ngừng, có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước, làm trong nước có không khí nên cá sống được.